Nhắc đến cá sấu, đa số đều nghĩ đến một loài bò sát săn mồi đáng sợ. Tuy nhiên mới đây, mạng xã hội lan truyền được clip ghi lại cảnh một cậu bé vô tư nhảy xuống hồ bơi, chơi đùa cùng hàng trăm con cá sấu khiến dư luận quan tâm. Theo đoạn clip được chia sẻ, cậu bé khoảng chừng 10 tuổi đã vô tư nhảy xuống hồ bơi nơi có hàng trăm con cá sấu con. Sau khi xuống nước, cậu bé đã cười đùa, ngụp lặn và cho những con cá sấu leo lên người. Đoạn clip sau khi được chia sẻ đã nhận về hàng trăm nghìn lượt xem. Cộng đồng mạng cho rằng cậu bé may mắn khi sở hữu khả năng thuần hóa bầy bò sát. Tuy nhiên cũng có những ý kiến tỏ sự lo ngại cho sự an toàn của cậu bé khi mạo hiểm vui đùa cùng đàn bò sát. Cá sấu được biết đến là loài bò sát lớn, ưa thích môi trường nước. Chúng có mặt ở hầu hết các khu vực nhiệt đới của châu Phi, châu Á, Bắc Mỹ, Nam Phi và châu Đại Dương. Cá sấu có xu hướng sinh sống ở những vùng sông và hồ nơi có dòng nước chảy chậm. Thức ăn của chúng khá đa dạng, chủ yếu là động vật có vú và xác chết. Những loài cá sấu lớn rất nguy hiểm đối với con người bởi lực cắn mạnh và hàm răng sắc nhọn. Cá sấu cửa sông và cá sấu sông Nin là những loài nguy hiểm nhất. Mỗi năm đã ghi nhận hàng trăm người chết ở các khu vực Đông Nam Á và châu Phi liên quan đến cá sấu.